Phát triển công nghiệp hỗ trợ có ý nghĩa quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của mỗi quốc gia, nhất là đối với những nước đang phát triển như Việt Nam. Công nghệ hỗ trợ được coi là một trong những giải pháp quan trọng nhất để thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững và thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình. Cùng với tiến trình hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tuy đã có những bước tiến nhất định, song vẫn là ngành chậm phát triển, chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất trong nước và cần được cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm. Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, từ năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 111 về phát triển công nghiệp hỗ trợ với nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển, đã phát huy tác dụng, tạo tính lan tỏa, thúc đẩy phát triển các công nghiệp hỗ trợ trong nước. Tiếp đó, năm 2017, Chính phủ tiếp tục ban hành quyết định 68 với mục tiêu tập trung các nguồn lực của nhà nước và cơ chế ưu đãi để cụ thể hóa ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ như công nghiệp hỗ trợ dệt may, da giày, ô tô, cơ khí. Với mục tiêu đó, Bộ Công Thương đã triển khai đề án cải tiến năng suất, chất lượng, giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, từ đó tiết kiệm chi phí sản xuất, vận hành doanh nghiệp. Với các doanh nghiệp, việc tìm ra những giải pháp tốt nhất để giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm luôn được đặt lên hàng đầu. Là đơn vị có cổ phần chi phối của Tổng Công ty Máy Động Lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam CTCP Vim, Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên Fomeco, chuyên sản xuất linh kiện, phụ tùng, chi tiết cho các sản phẩm ô tô, xe máy, vòng bi, sản phẩm cơ khí. Sản phẩm của công ty cung cấp cho cả thị trường trong nước và xuất khẩu. Đầu năm 2020, đơn vị này là một trong số nhiều doanh nghiệp được đoàn chuyên gia của Bộ Công Thương hỗ trợ cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm. Sau 3 tháng được các chuyên gia tư vấn, đồng hành với doanh nghiệp, nhiều hạng mục sản xuất được cải tiến. Dây chuyền đúc quần này là khâu quan trọng trong việc sản xuất các sản phẩm cơ khí xuất khẩu. Trước kia, khi chưa có chuyên gia, việc thay khuôn trong dây chuyền phải mất 15 phút, thời gian nhân công lao động mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, khi áp dụng chương trình cải tiến sản phẩm đến nay, thời gian thực hiện công đoạn này giảm đi một nửa. Diện tích mặt bằng kho bãi tiết kiệm hơn 50% so với trước kia. Nhóm cũng đã hướng dẫn cái vấn đề nâng cao năng suất thông qua việc giảm thời gian thay khuôn. Đấy là một trong những cái vấn đề mà doanh nghiệp đang phải đối mặt và cũng là cái rất là mong muốn từ phía doanh nghiệp. Nhóm tư vấn về cái kho khuôn cụ thì đã giảm 1/3 cái lượng khuôn được quản lý trong kho, bởi vì 1/3 cái lượng khuôn này là khuôn rất là ít sử dụng, gần như là không sử dụng, được loại bỏ ra, và gia tăng cái không gian cho kho khuôn cụ và cái thời gian tìm kiếm giảm đi. Thứ hai là cái chi phí trong quá trình sản xuất, đó là những cái sản phẩm sai hỏng trước khi mà cái khuôn đó tạo ra những sản phẩm đạt yêu cầu, thì cái lượng sản phẩm sai hỏng này nó đã giảm đi một cách rất là đáng kể. Đấy là những cái lợi ích mà cụ thể doanh nghiệp có thể nhận thấy được, là chi phí thì được cắt giảm, chất lượng sản phẩm thì được kiểm soát một cách tốt hơn và nâng cao được cái năng lực quản lý của cái bộ phận trực tiếp sản xuất cũng như là nâng cao năng lực của người lao động. Với việc hỗ trợ cải tiến nâng cao năng suất lần này, ngoài cải thiện thời gian thay khuôn, Fomeco đã được các chuyên gia hỗ trợ cải tiến nhiều hạng mục như trực quan hiện trường, không gian kho bãi, kiểm soát an toàn hệ thống điện, cảnh báo khu vực nguy hiểm và hạn chế nguồn gây bẩn do khói bụi, dầu nhớt và vẩy oxy trong quá trình sản xuất. Cái chương trình này đánh giá của tôi là với áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam nói, cơ khí nói chung và với cơ khí Phổ Yên nói riêng thì rất tốt và hiệu quả, nó mang lại cái hiệu quả cho doanh nghiệp rất là tốt, và nó cải thiện được cái hệ thống của doanh nghiệp, nâng cao được cái năng suất, chất lượng và đặc biệt là cái hệ thống cho doanh nghiệp và cái ý thức người lao động sẽ tuân thủ cái rất là tốt. Còn đây là dây chuyền sản xuất hạt nhựa, tấm nhựa của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp và dịch vụ Bình Minh tỉnh Ninh Bình. Chỉ hơn một năm trước, toàn bộ khu vực kho bãi, khu sản xuất của doanh nghiệp này rất bừa bộn, công cụ sản xuất không được sắp xếp theo quy củ, bản tin dành cho quản lý thiếu trực quan. Đến nay, sau 5 tháng, các chuyên gia tư vấn áp dụng công thức 5S 3D, diện mạo khu vực sản xuất thay đổi hoàn toàn, năng suất lao động tăng lên, nhận thức của lãnh đạo doanh nghiệp và người lao động chuyển biến tích cực. Trước khi chúng tôi xuống cải tiến thì ở đây hoàn toàn là doanh nghiệp họ làm và không có những cái hoạt động quản lý kho bãi nữa bài bản. Thế nhưng sau khi chúng tôi xuống cải tiến thì chúng tôi yêu cầu để phân loại này, cái sơ đồ kho hoàn toàn là sơ đồ kho là phân loại lại hết. Thế sau đấy thì từng cái vị trí cố định nó ra và có theo dõi thông tin cộng với lại thẻ kho, thì đến thời điểm này họ đã theo dõi được những cái thông tin về tồn kho hàng ngày, nắm bắt được cái thông tin tồn kho hàng ngày để cập nhật lên hệ thống. Thì đây là một cái hoạt động giúp là doanh nghiệp
nhẹ nhàng trong cái việc quản lý rất là nhiều, nhân công tiết kiệm được rất là nhiều. Khi mà công nhân được tham gia đào tạo ở chương trình cải tiến sản xuất thì ý thức của người lao động nó tăng lên hẳn và họ làm việc rất là có kỷ luật. Sau khi được đào tạo thì cái trách nhiệm đối với lại công việc của họ tăng cao, bởi vì cái môi trường làm việc của họ được cải thiện rất là nhiều, họ yêu cái công việc của họ hơn. Đấy. Còn đối với cái kỹ năng quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất thì thực sự là sau khi có đội chuyên gia tư vấn về tư vấn thì chúng tôi mới thực sự thấy rằng là chúng tôi còn nhiều những cái lỗ hổng về quản lý, và cũng nhờ những cái sự hướng dẫn cụ thể của đội chuyên gia tư vấn mà chúng tôi có những cái bước thay đổi và những cái bước mà gọi là bù đắp những cái thiếu hụt trước đây. Và tôi nghĩ là sau khi cái chương trình này được hoàn thành thì cái năng lực cạnh tranh của chúng tôi chắc chắn là sẽ cao lên. Những dẫn chứng điển hình trên cho thấy việc sắp xếp lại hệ thống sản xuất lao động và tuân thủ quy trình cải tiến đã mang lại sự chuyển biến đáng kể, bước đầu tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Được thành lập từ năm 2006, công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Tâm với lĩnh vực then chốt là chế tạo cơ khí, đặc biệt trong lĩnh vực hệ thống lạnh công nghiệp và điều hòa không khí. Mặc dù công ty đã từng bước hiện đại hóa quy trình sản xuất và thay đổi một số trang thiết bị hiện đại, tuy nhiên, công ty vẫn gặp khó khăn vì một số thiết bị, máy móc sản xuất công nghệ cũ, năng suất thấp, hao hụt cao, ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm. Sau khi được lựa chọn để thực hiện đề án, chuyên gia của Bộ Công Thương đã làm việc với công ty, trong đó đề xuất chiến lược cải tiến, năng suất lao động tăng, giảm các lãng phí, tăng tỷ lệ hàng đạt, kiểm soát tỷ lệ lỗi, giảm tồn kho, lưu thông sản xuất hiệu quả, giao hàng đúng hạn. Sau thời gian thực hiện đề án, các đề tài cải tiến phần lớn tập trung vào sản xuất nên đã góp phần tác động mạnh mẽ đến hiệu quả sản xuất, năng suất được cải thiện. Tuy nhiên, nhóm chuyên gia cũng đề xuất thêm các hạng mục cải tiến để thay đổi căn bản hiện trạng môi trường làm việc. Theo quá trình theo chương trình thì chương trình đã đang cải tiến 3D 5S thì chúng tôi đang thấy là rất là hiệu quả. Khi chúng tôi làm việc, khi chúng tôi bước chân vào xưởng làm việc thì nó khác đi, thì chúng tôi thoải mái. Khi chúng tôi nhắc nhở với nhau là những khi chúng tôi làm việc, chúng tôi nhắc nhở sau những khi dọn dẹp và ngăn nắp, khi chúng tôi làm việc khi thao tác chúng tôi dễ hơn và chúng tôi làm hiệu quả cho công ty nhiều hơn. Về mặt năng suất thì tất cả các cái hoạt động sản xuất đều có năng suất tăng lên trung bình từ 10% đến hơn 20%, chất lượng cũng được tăng lên đến 10% và các cái môi trường làm việc tốt hơn trên 10%. Qua cái kết quả đạt được của việc thực hiện chương trình vừa qua thì doanh nghiệp cùng tập thể cán bộ công nhân viên quyết tâm duy trì và triển khai để doanh nghiệp có thể cạnh tranh tốt hơn và phát triển tốt hơn trong giai đoạn tới. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị Inox Hoàng Tâm chuyên thiết kế, chế tạo, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống bồn bể đường ống bằng inox cho ngành thực phẩm, dược phẩm, hóa chất. Tại doanh nghiệp này, trong 3 tháng, đội ngũ chuyên gia tư vấn cải tiến phần lớn tập trung vào sản xuất và môi trường làm việc nên đã góp phần tác động mạnh mẽ đến hiệu quả sản xuất, năng suất và môi trường được cải thiện đáng kể. Cụ thể là thiết kế, bố trí layout của toàn nhà máy, chế tạo bàn thao tác mài, cải tạo lại hệ thống bơm tự động, quy hoạch kho hóa chất. Kết quả sau cải tiến cho thấy hoạt động quản lý sản xuất, quản lý công đoạn, bảo dưỡng tăng rõ ràng, môi trường làm việc được cải thiện đáng kể, nên nhà xưởng đã gọn gàng, sạch sẽ hơn, mọi dụng cụ thiết bị đều được quy định vị trí. Mọi người ý thức được về có trách nhiệm về cái an toàn, về cái 5S sạch sẽ, về cái hiệu quả và tránh lãng phí cho doanh nghiệp. Cụ thể là chúng tôi bố trí lại cái layout mặt bằng nhà xưởng và giảm được tiền thuê mặt bằng lên tới 45 triệu. Và chất lượng sản phẩm của chúng tôi được khách hàng đánh giá là một trong những công ty chế tạo có chất lượng tốt nhất. Chương trình này là rất là hữu ích đối với doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp trong ngành công nghiệp phụ trợ. Bởi vì như cái tình hình chung của Việt Nam mình là các doanh nghiệp mình coi như sản xuất những sản phẩm giá thành nó cao hơn so với người ta nên không thể nào gia nhập được chuỗi cung ứng.
Giống như bây giờ chẳng hạn như Samsung người ta muốn tuyển nhà cung cấp nhưng mà chất lượng của mình tương đương nhưng mà giá thành của mình cao quá, mình không thể nào mình cạnh tranh được nên cuối cùng mình rớt. Thì cái vấn đề chính của cái chương trình này đó chính là làm sao để coi như là giúp cho doanh nghiệp cải tiến về mặt năng suất, về mặt chất lượng, về mặt chi phí, về mặt giá thành để có thể là từ đó coi như doanh nghiệp mình cắt giảm chi phí để có thể là góp phần cạnh tranh với các doanh nghiệp khác để từ đó tham gia vào cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Để các giải pháp công cụ cải tiến năng suất, chất lượng vận hành có hiệu quả, giúp doanh nghiệp phát hiện ra các điểm nghẽn và lãng phí trong sản xuất, từ đó đưa ra giải pháp khắc phục, mang lại hiệu quả mong muốn có sự đóng góp không nhỏ từ đội ngũ chuyên gia. Toàn bộ đội ngũ chuyên gia đã được tham gia lớp đào tạo do Bộ Công Thương và Samsung tổ chức. Mỗi năm có khoảng 90 chuyên gia đến tư vấn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thực hiện cái chương trình theo cái quyết định 68 của Thủ tướng Chính phủ thì ban điều phối chương trình cải tiến năng suất chất lượng đã thực hiện năm nay là năm thứ hai. Và để cái duy trì cái chương trình này thì ban điều phối chương trình cùng như các chuyên gia Việt Nam và có sự hỗ trợ của chuyên gia đến từ tập đoàn Samsung Electronics Việt Nam đến hỗ trợ các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây là một cái chương trình là rất thiết thực cho các doanh nghiệp đánh giá cái tiềm thức của doanh nghiệp để nhìn nhận trong quá trình sản xuất của mình hiệu quả như nào và chất lượng cụ thể như nào. Thì thông qua chương trình cải tiến năng suất chất lượng thì đội ngũ chuyên gia cùng như ban điều phối viên với sự hỗ trợ của chuyên gia đến từ Hàn Quốc thì sau 3 tháng mà hỗ trợ doanh nghiệp thì doanh nghiệp cũng rất tự hào đã được các chuyên gia và các cơ quan sở ban ngành trong đấy đã có Bộ Công Thương đã đến hỗ trợ cái chương trình này để doanh nghiệp thu được rất nhiều thành công trong quá trình mà cải tiến năng suất chất lượng, giảm cái chi phí trong quá trình sản xuất. Từ góc độ của Bộ Công Thương, doanh nghiệp được xác định là trọng tâm của các hoạt động triển khai dự án nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Trong đó về vấn đề chất lượng, nội dung ưu tiên của Bộ là tập trung xây dựng hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn. Đây vừa là công cụ hỗ trợ quản lý sản phẩm hàng hóa của các cơ quan, vừa là một trong những định hướng quan trọng để cải tiến và đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp. Về tăng năng suất, nội dung ưu tiên của Bộ là triển khai hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức và lợi ích trong việc áp dụng các công cụ, hệ thống về nâng cao năng suất tại doanh nghiệp. Đối với các cái doanh nghiệp mà trong cái cuộc cạnh tranh về cái nền công nghiệp mà mình không tự bản thân mình cải tiến thì mình cũng sẽ không thể giảm được các cái lãng phí, mà mình không duy trì được cái quá trình cải tiến thì nó sẽ tăng cái giá thành đi và sẽ rất ảnh hưởng đối với trong quá trình mà mình cạnh tranh để doanh nghiệp có thể vào chuỗi cung ứng. Thì sau khi mà cải tiến ở doanh nghiệp thì ngay bản thân tôi là ban điều phối chương trình, tôi cũng rất mong muốn doanh nghiệp duy trì cái chương trình cải tiến năng suất chất lượng thường xuyên và nâng cao ý thức người lao động để cho cái chương trình cải tiến này được bền vững. Bộ Công Thương phối hợp với Samsung trong 2 năm vừa qua đã đào tạo được hơn 200 tư vấn viên trong lĩnh vực nâng cao năng suất chất lượng. Bước đầu đã tìm ra rất nhiều vấn đề, các lãng phí trong doanh nghiệp. 3 tháng sau khi tôi quay lại, bây giờ tôi thấy rất ngạc nhiên vì hiệu quả mà chuyên gia Việt Nam với đội ngũ nhà máy từ những hướng dẫn ban đầu của tôi đã thực hiện hiệu quả. Đây mới chỉ là bước cơ bản để nâng cao năng suất và cải tiến chất lượng. Hoạt động cải tiến phải liên tục được thực hiện để gia tăng năng lực cạnh tranh, đưa doanh nghiệp vươn tầm quốc tế. Mục tiêu chung của Bộ Công Thương đặt ra trong chiến lược phát triển công nghiệp hỗ trợ là đến cuối năm nay, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam có khả năng cạnh tranh cao, đáp ứng được 45% nhu cầu thiết yếu cho sản xuất, tiêu dùng trong nước và xuất khẩu 25% giá trị sản xuất công nghiệp. Để đạt được mục tiêu này, cần phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng thực hiện chính sách. Với sự quan tâm và đẩy mạnh hỗ trợ về cơ chế, chính sách, một điều đáng mừng là sau 2 năm thực hiện, số lượng doanh nghiệp đăng ký tham gia mỗi năm đều tăng. Cụ thể, đến thời điểm này, đã có đến gần 200 doanh nghiệp được hỗ trợ cải tiến. Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đã có những tiến bộ nhất định khi Bộ Công Thương tích cực triển khai các chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ. Qua đó, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam được tạo điều kiện áp dụng các tiêu chuẩn, hệ thống quản lý chất lượng hiện đại, nâng cao chất lượng sản phẩm, độ tin cậy và từng bước tham gia vào chuỗi sản xuất cung ứng toàn cầu.